Thái bỏ trốn khỏi trại giam trong đêm khiến bộ công an náo loạn. Sáng ngày 25 tháng 11, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi quê Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Phiên tòa được thắt chặt an ninh ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân có mặt tại cổng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên xét xử phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí vào tác nghiệp đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Ngay tại sơn tòa ái, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí một màn hình lớn để theo dõi phiên xét xử. Thông tin trực tiếp từ phiên xét xử phóng viên cho biết, sau khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, hội đồng xét xử đã bước vào phần thẩm tra lý lịch các bị cáo và những người tham gia tố tụng. Bị cáo Trang bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác còn bị cáo Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trang và Thái là người bị cáo buộc đã hành hạ bé Vân An vụ việc gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Trước đó, ngày 8 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Theo đó, cáo trạng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, hành hạ người khác và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Trước đó ngày 21 tháng 7 2022, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm lần một. Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi ích của bị hại đã kiến nghị yêu cầu giám định bổ sung tỷ lệ thương tật của bé Vân An trong các ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 để làm rõ về hành vi và thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái thành đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với cháu Vân An vào các ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 của các luật sư là có cơ sở để chấp nhận. Từ đó, tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra và giám định thương tật bổ sung đối với cháu Vân An vào các ngày nêu trên. Cơ quan điều tra đã trân cầu phân viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định, nhưng đơn vị này đã từ chối thực hiện giám định thương tích của cháu Vân An trong các ngày 7, 10, 12 tháng 12 với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại tại bệnh viện không thể hiện thương tích bị gây ra trong thời gian trên. Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Nguyễn Kim Trung Thái. Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu Vân An tại căn hộ chung cư Sài Gòn Bơ số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái và bé Vân An cho Trang chăm sóc và dạy học, sau đó Trang đặt mua roi mây đánh con của chồng. Sau khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm, thậm chí có những lần Trang đánh bé trong tình trạng không mặc quần áo, bắt bé chui vào chuột chó và quỳ gối trong đó.